Chào các bạn trên YouTube, chào các bạn trên Facebook. Hôm nay bà xã mình làm một cái món vịt ram gừng, món ăn thường ngày của những gia đình bình thường thôi các bạn. Rồi hôm nay gồm có vịt, có gì em hướng dẫn cho các bạn xem. Rồi hôm nay nhà mình ăn cơm với cái món vịt ram gừng ha. Thì vịt ram gừng thì gồm có vịt nè, đây là nửa con vịt này là hơn một phao, mình đã chặt ra. Và cái này là những cái mỡ, cái da của con vịt chứ không phải là mỡ. Mình để riêng để mình thắng cái mỡ nó ra, rồi cái da nó còn lại nó giòn, mình ăn rất là ngon. Nếu mà mỡ nhiều thì mình bỏ cái nước, còn nếu mỡ ít thì mình để đây mình xào gừng, xào vịt ha. Rồi cái món vịt ram gừng thì gồm có củ hành tím, củ hành, gừng, ớt, hành tím và tỏi băm với gia vị của nhà bếp. Bây giờ mình cái nồi lên. Em muốn làm cái nồi đất quá. Nồi này nồi đất. Rồi bây giờ mình mở lửa lên ha các bạn. Mình lấy mấy cái da của vịt đó, mình để vô trong cái nồi, mình thắng cho nó ra hết cái mỡ ở trong này nè, thì cái da nó sẽ giòn. Còn cái tóp nữa, như tóp mỡ. Tóp lại như tóp mỡ vậy. Rồi mình lọc được, bỏ cái mỡ bên đây thì người ta không có ăn da. Nhiều cái da mình làm vậy thì nó đã bỏ hết mỡ rồi. Thay vì mình xài mỡ heo đó. Không, thay vì mình để dầu rồi vô nữa, nhưng mà mình làm như vậy thì cái mỡ này mình bỏ đi rồi. Rồi cái da này nè là nó giòn lại như tóp mỡ, mình ăn rất là ngon. Rồi anh hôm nay ra tay làm bếp luôn nha, anh xào mỡ cho em luôn, một tay video một tay xào. Làm cá cũng được, làm gà cũng được, làm vịt cũng được, làm heo cũng được. Nhưng làm heo không có à? Có, anh nói anh có làm mà tại em không thấy. Nó có làm heo luôn. Có. Ồ, vịt này mập quá, bởi mỡ rồi. Vịt nào ở đây, vịt nào mập chứ. Bên này không biết ta nuôi bằng cái gì mà nó ăn nó mau mập quá vậy. Vịt này là con vịt organic đó. Organic hả? Con vịt là ok rồi. Rồi, mỡ quá rồi mà. Dàn chưa? Chưa dàn. Nó còn... Anh dưới thèo đi, hồi mất mỡ bỏ mà. Rồi. Gì vậy? Rồi, nẹt dữ đi. Bớt đi. Nắm hết, vô đây lên bớt đi. Rồi, dàn này các bạn ơi. Các bạn thấy cái tóc mỡ nó dàn không? Tóc mỡ của vịt á, da vịt á. Da vịt nó dàn hết rồi đó. Dàn rất là ngon ngon. Gác đem ra tôi ăn một miếng cho các bạn xem nha. Nó giòn dữ lắm. Cái này bỏ ra miếng đường ngay nó giòn dữ lắm. Tắt cửa rồi, vậy hết ra là mình bỏ cái dầu nè. Bỏ đi. Lọc cái bớt đó ha.
Rồi cho bạn nêm vô đây 1 phần 3 muỗng cà phê muối. 1 muỗng đầy bột nêm. Một muỗng cà phê đường. Rồi các bạn cào nó lên. Mình khoan hả, cho nước mắm vào để cho nó săn, thật săn cái thịt nó hả. Trong thời gian đó ăn dụng tóc mỡ ha, mới phát hiện em ha, bóc ha bậy. Bây giờ em bóc, anh bóc em bóc, em bóc phải không? Ừ, giòn quá. Tóc mỡ này lát nữa bỏ vô vịt nha các bạn, cho nó ăn nó giòn giòn ngon lắm. Đây. Ngon á, những cốc mỡ ngon. Xăng lên thì xăng, nó bỏ mắm thôi. Thơm quá, quá thơm luôn. Nó vàng nó thịt lên, vàng nó thấy ngon quá. Cho vào chừng nửa muỗng cà phê caravan nước màu đó, mà hôm rồi mình có hướng dẫn các bạn thắng đó. Rồi rồi xong, bây giờ mình cho một cái, cho miếng nước mắm vô đây. Bây giờ các bạn cho khoảng 2 muỗng chanh nước mắm vào. Trộn đều nó lên cho nó thấm nước mắm, xong rồi mình mới cho nước sôi vào. Các bạn phải để cho nó rút gia vị vào như vậy nó mới ngon. Nhưng mà nhớ là khi cho nước thì nhớ cho nước sôi, đừng để nước lạnh, như nó không, vịt nó sẽ bị tanh. Kho cá cũng vậy nha các bạn, mình để vô mình để nước nóng nước sôi á, thì mình nó để nước lạnh, nước lạnh nó sẽ bị tanh. Rồi bây giờ nó thấm nước gia vị rồi, mình cho vô đây một lưng lưng một chén nước sôi. Rồi nó vừa sôi lên xong thì mình bớt để lửa bỏ này vô ha. Bớt lửa nhỏ, bớt lửa nhỏ một lát đi, bớt lửa nhỏ xuống một chút cho vậy vịt nó hơi mà mềm mềm chút, hơi mềm xíu nó thấm vậy đó, chứ mềm quá ăn cũng không ngon. Rồi xong mình mới để mấy cái này vô, để gừng này vô, để sớm quá cũng không ngon. Hồi nãy mình, tại vì cái nước mà cái mỡ mà mình có cái xào gừng sơ đó thì nó cũng đã thơm gừng rồi. Rồi gừng này mình để sau đó, bây giờ nó sôi rồi, nó sôi rồi thì mình bớt lửa nó nhỏ chút nha các bạn. Rồi nó sôi dài dạo đi rồi mình nếm lại. Rồi hồi nãy giờ khoảng 10 phút rồi các bạn, bây giờ mình dỡ nắp ra coi. Ui đó, bây giờ mình để miếng gừng vô, để gừng vô, để gừng với để miếng trái ớt vô đó. Rồi mình chừng nào mình ăn cay thì mình dầm ra, nhà nào có em bé thì không có ăn cay được. Bây giờ mình để cái gừng vô, gừng giờ này mình để vô được rồi.
củ hành thì khoai hai để vô, để vô. Rồi đồng thời mình nêm, cái nước bây giờ nó cũng hơi là sánh lại, vậy mình nêm, mình nếm thử coi cái gia vị nó vừa ăn theo cái khẩu vị của các bạn ha. Đó. Thì mình nếm lại rồi mình chừng khoảng sâu chừng khoảng 5 phút nữa là mình tắt lửa được á. Tắt mở này khỏi bỏ vô. Cái đó để vô, nào tắt lửa hay để vô. Còn có mấy miếng để dùng gì nữa. Anh ăn dụng nãy giờ rồi. Rồi bây giờ mình đậy nắp, tiếp tục đậy nắp lại đó. Khoảng 5 đến 10 phút nữa là vừa rồi. Cái này thì theo gia vị nhà mình thì vừa đó, nhưng mà các bạn thì tùy theo các bạn thích nó mặn lạt gì thêm thì gia giảm ha. Rồi bây giờ mình không cần đậy nắp nữa mà mình để cho nó từ từ. Còn một chút tóc mỡ. Rồi thịt vịt đã cạn rồi các rồi bạn nó vừa ơi. Rồi nó sệt nước rồi đó các bạn. Giờ mình để củ hành vô nha. 10 phút sau 10 phút 5 phút nó chưa cạn, 10 phút cái cạn rồi mình để củ hành vô, mình tắt lửa. Rồi bây giờ cơm rừng chín rồi các bạn ơi, giờ múc ra dĩa một dĩa nghe các bạn. Các bạn xem thôi chứ không có ăn, tại vì một lát nữa đợi con gái về mới ăn cơm. Nó đi làm chưa có về. Nó đi làm chưa có về. Nhà mình ít người, thành ra làm có nửa con à. Nửa con mình sẽ làm cái món khác. Bảo đảm không ngon, không lấy tiền. Gừng này nếu mà các bạn không sắc sợi thì các bạn bào miếng cũng được, nhưng mà mình ở nhà thì mình thích sắc sợi hơn. Nước nó sệt sệt nha các bạn, ngon lắm. Mình nuốt nước miếng thật kìa. Để con dài cũng ngò. Tiêu lên không? Tiêu thì nếu mà nhà không có em bé thì rắc miếng tiêu lên, còn nếu có em bé thì mình không rắc tiêu được. Rồi bây giờ mình nấu sẵn đây, chúc con gái mình về mới ăn cơm, ăn với gỏi. Mình còn cái dĩa gỏi. Rồi rồi các bạn xem đây, một dĩa thịt ram rừng rất là hoành tráng, rất là ngon, nhưng quên là hoành tráng. Cái trời nóng này nè, trời nóng này mình ăn cái món này với cơm rất là tốn cơm đó nha các bạn. Rồi các bạn xem có thấy có ngon không, có ngon thì làm theo chị Mai với cô Mai nha. Rồi giờ bếp nha, giờ bếp làm nha. Hôm nay làm một cái video này cho các bạn xem, các bạn thấy có thích không, có thích thì nhớ like và subscribe nha, đăng ký nha, chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé, và comment ở dưới nha các bạn, để mình biết những cái lỗi hay là những cái gì mà không các bạn không thích, mình sẽ làm những video sau có thể hay hơn và tốt đẹp hơn cho các bạn xem để phục vụ cho các bạn nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại video sau nha các bạn, bye bye. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới.
Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!